con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Quyền xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 32 thường niên hôm nay cho chúng ta biết, khi Chúa đã yêu thương tạo dựng nên con người chúng ta và chúng ta mang hình ảnh Ngài, cho nên chúng ta sẽ trở nên bất tử khi mà chúng ta được tháp vào chính thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Như vậy,
cái chết không phải là chấm dứt, mà cái chết để chúng ta lại bước vào một sự sống mới. Tuy nhiên chúng ta không có kinh nghiệm về điều đó, nhưng Đức Giêsu chính là đấng đầu tiên đã sống lại từ cõi chết, và Ngài đã vào nước trời cả hồn lẫn xác. Và đó cũng là niềm hy vọng cho tất cả mỗi người chúng ta, để chúng ta thấy rằng khi chúng ta sống cuộc đời này, mình chu toàn những bổn phận trách nhiệm trong tình yêu thương, thì chúng ta cũng sẽ được ban thưởng hạnh phúc mai sau. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót, lỗi lầm để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế. Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Ma-ca-bê thuyền thứ hai. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo, là thứ ăn luật Mô-xê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật của cha ông chúng tôi. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói: vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, khi thức giấc con được thỏa tình, chiêm ngưỡng thanh nhạc. Lạy Chúa, khi thức giấc con được thỏa tình, chiêm ngưỡng thanh nhạc. Lạy Chúa, con than vãn, xin người đừng để ý, xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu tuân giữ mọi lời Chúa dạy.
trở về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, xin chính Thiên Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta đứng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp. Xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin. Như Chúa là đứng trung tín, Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em đang làm và sẽ làm những gì tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Alleluia. 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 Nước Giêsu Kitô là trường tử trong số những người từ cõi chết sống dậy, kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con
thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Giê-xu là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, khi chúng ta sống trong cuộc đời này, những người có suy nghĩ thì thường vẫn đặt những câu hỏi về đời sống của mình. Tôi từ đâu đến? Tôi sinh ra đời để làm gì? Và đặc biệt, sau sự sống này, tôi sẽ đi đâu? Sẽ thế nào? Thế nhưng tất cả chúng ta đều không tìm được câu trả lời thỏa đáng, vì không ai có kinh nghiệm cái chết cũng như ở đời sau để nói với chúng ta cả. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, người Sa Đốc không tin có sự sống lại, vì vậy mà họ đã đưa ra cái luật thế huynh để chất vấn Đức Giêsu. Qua đó thì Đức Giêsu có cơ hội để cho chúng ta biết Ngài cũng dùng chính những bản văn mà những người Sa Đốc không tin để cho thấy Thiên Chúa là đấng hằng sống, và con người cũng sẽ được ban thưởng hạnh phúc cùng với Ngài. Thiên Chúa hằng sống ban cho chúng ta sự sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa đã tạo dựng con người bởi yêu thương, và con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Đồng thời Thiên Chúa cũng ban cho con người những cái giới luật để giúp cho con người sống theo con đường của Thiên Chúa, sống con đường tốt lành, để con người được hưởng hạnh phúc cho bản thân mình cũng như cho người khác. Hơn nữa, Đức Giêsu Ngài đã đến, Ngài đã kiện toàn lề luật đó. Ngài cho thấy là tất cả những lề luật Thiên Chúa được đặt trên nền tảng là lòng yêu mến. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình. Và Đức Giêsu trong bữa tiệc ly thì Ngài cũng đã trối lại một cái điều răn mới cho tất cả các môn đệ của mình. Đây là điều răn mới của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như vậy thì mỗi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về sự sống mà Chúa đã ban cho mình. Đồng thời chúng ta được mời gọi mình tôn trọng sự sống của bản thân cũng như tôn trọng sự sống của người khác. Bởi vì sự sống là ân huệ Chúa ban, chứ không phải do một người nào đó có quyền hay là thủ đắc cái sự sống đó. Vì vậy mà mình được mời gọi tôn trọng cái sự sống ngay từ trong dạ mẹ cho đến khi chút hơi thở cuối cùng.
Đồng thời, chúng ta sống những cái giá trị của tin mừng để mang lại cái niềm hạnh phúc cho mình và cho người khác. Chúng ta cũng được cho thấy là sự sống đã có những cái sự nối tiếp với nhau. Khi chúng ta ở trong bụng mẹ, chúng ta không hề có bất cứ một cái ký ức nào về ở trong bụng mẹ. Đồng thời chúng ta cũng không hề biết là bên ngoài bụng mẹ sẽ có một cái thế giới bao la rộng lớn hơn. Một cái khoảng cách chúng ta thấy rất nhỏ từ trong dạ mẹ với thế giới bên ngoài. Nhưng mà chúng ta không hề hay biết. Rồi khi chúng ta sinh vào đời thì từ từ mình mới dần dần mình khám phá ra. Mình mới thấy ở bên cạnh mẹ mình còn có cha, còn có anh chị em, còn có những anh em bà con ông bà khác. Rồi khám phá thế giới bằng những cái câu hỏi. Nhiều khi những trẻ nhỏ đặt những câu hỏi mà làm cho chúng ta bí luôn, không biết trả lời làm sao cả. Nhưng tất cả những kinh nghiệm, tất cả những gì chúng ta biết, nó không phải là tất cả, mà chỉ là giới hạn ở phần nào đó. Rất nhiều thứ chúng ta không thể trả lời được. Rất nhiều cái chúng ta không hề biết được. Ngay cả những nhà bác học cũng đã nói, tôi càng học thì tôi càng cảm thấy mình ngu, là bởi vì cái gì mình không biết nó là vô hạn. Điều đấy cho chúng ta thấy là con người có những cái giới hạn mà chúng ta khiêm tốn để nhận ra. Từ bao đời nay, có những người tin vào sự sống lại khi theo một tôn giáo nào đó. Nhưng mà chúng ta thấy cũng có một số người không tin có sự sống lại. Ngay cả những người được coi là nhóm tư tế đền thờ, như là nhóm Sa Đốc ở trong bài tin mừng. Bởi vì họ chỉ tin vào ngũ thư mà thôi. Và họ cho rằng trong đó không hề nói đến sự sống lại. Nhưng Đức Giê-xu lại cho thấy là Thiên Chúa, là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của Jacob, là Thiên Chúa của kẻ sống. Trong bài đọc 1 cho chúng ta thấy, 7 anh em đã tin vào Thiên Chúa, tin rằng tất cả sự sống và con người này của mình là do Thiên Chúa ban. Và trong niềm tin như vậy, họ chấp nhận làm chứng, chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình. Bởi vì họ biết rằng chính Thiên Chúa hằng sống sẽ trả lại cho họ cái sự sống vĩnh hằng mai sau. Như thế, chúng ta tin là có sự sống chuyển tiếp nhau và có sự sống ngay đằng sau cái chết nữa. Và chính Đức Giê-xu chính là một con người đầu tiên đã chết và sống lại để bước vào hạnh phúc đó. Vì vậy là lời mời gọi tất cả chúng ta. Mình sống ở trần gian này, mình sống ở cuộc đời này, nhưng mà mình cũng hướng đến cái sự sống mai sau. Và nhờ Thiên Chúa hằng sống, trong Thiên Chúa chúng ta vẫn liên đới với nhau. Chúng ta nhớ là Đức Giê-xu đã hứa với các môn đệ, Thầy ra đi để dọn chỗ cho anh em, và trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở. Cũng như là cách đây 2 tuần thì chúng ta nghe về dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro. Và trong đó Đức Giê-xu cũng cho chúng ta thấy đó là có một cái sự liên đới, là sự liên lạc giữa thiên đàng, giữa âm phủ và chúng ta ở trần gian này nữa. Nếu như điều đó Chúa cho phép. Và mỗi chúng ta thì lại liên đới với nhau trong lời cầu nguyện. Vì vậy mà Thánh Phaolô ngài nhắc chúng ta trong bài đọc 2: xin anh em cầu nguyện cho tôi
để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh. Trong Kinh Tinh Kính mà chút nữa đây chúng ta đọc, chúng ta cùng tin rằng tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và tôi tin các thánh cùng thông công. Và cái niềm tin ấy cho thấy là có sự liên đới giữa tất cả những tín hữu đã tin vào Đức Giêsu, tin vào Thiên Chúa, những người còn sống và những người đã rời khỏi cuộc sống này. Vì vậy mà cách riêng ở trong tháng 11, Giáo hội mời gọi chúng ta mình cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta đã qua đời. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng xin các thánh truyền cầu cho chúng ta, để xin Chúa ban ơn và nâng đỡ chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống đời này, nhưng người cũng chuẩn bị cho chúng ta một sự sống sau cái chết. Niềm tin của chúng ta là Thiên Chúa tạo dựng chúng ta không phải là bỏ đó, mà Ngài vẫn luôn tiếp tục cho chúng ta một cuộc sống đặc biệt, đó là hạnh phúc sau cái chết. Trong niềm tin và cậy trông như vậy, chúng ta dám sống những cái giá trị của tin mừng. Xin Chúa an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những điều tốt lành, như lời Thánh Phaolô đã khuyến khích chúng ta ở trong bài đọc 2. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm theo tinh thần của tin mừng thì sẽ không bao giờ mất, không bao giờ, Thiên Chúa không bao giờ quên lãng, mà Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Và chúng ta cũng nhớ rằng tất cả những cái lỗi phạm hay là những gì mà chúng ta không yêu thương, trao đi từ yêu thương, thì chúng ta sẽ trả giá cho tất cả những điều không tốt, không đẹp đó. Amen. Mời cùng đoàn đứng chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa, Cha toàn năng, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền,
Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chết và sống lại để chúng ta được sống và sống lại với người ngày sau hết. Đó là nguồn an ủi và hy vọng lớn lao cho chúng ta giữa thời đại mà con người biết nhiều về trần thế nhưng biết quá ít về sự sống đời đời. Chúng ta cùng nguyện xin: Vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Xin cho mọi người thành phần dân Chúa luôn vững tin và đặt tròn niềm hy vọng nơi Đức Kitô, đúng duy nhất giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, sự chết và dẫn chúng ta đến vĩnh phúc đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa che chở khách kiều cư, xin cho anh chị em di dân được cộng đoàn giáo xứ ân cần đón nhận và nâng đỡ, và nhờ sự hòa nhập vào các sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn mà đời sống đức tin của họ được thăng tiến. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là các em vô gia cư, mồ côi và nạn dân chiến tranh, được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Xin cho lòng chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa hằng sống, để lời Chúa hướng dẫn, thúc đẩy chúng ta sống yêu thương, thánh thiện và tươi vui, hầu mai sau được hưởng hạnh phúc bên người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên những lời thầm nguyện, thầm kính của mọi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt, xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mọi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của con Chúa, cuộc đời chúng con không đi tới tàn lụi nhưng tìm được sự sung mãn đời đời trong Chúa. Xin cho chúng con luôn tha thiết kiếm tìm Chúa và nhiệt thành loan báo nước trời cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con có nghĩa gì đâu như bông hoa
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và đủ để cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin bờ lương khoan hồng đoái nhìn lễ vật hồi thánh Chúa tin dâng. Để khi cử hành lễ tưởng niệm con chưa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lành nhân ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đơn cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con. Để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người chúng con được phục hồi, để lành nhân những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và thánh sơn Chúa sống lại.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ của cô hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiền của con Chúa, đồng thời mong đời người lại đến, chúng con dâng lên Chúa lễ hằng sông và thanh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đây nhìn hiên lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà chúng muốn hiên tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh từ đạo hiền vinh cùng toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lưu thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mikael, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tu họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn ma khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhân hết thầy vào nước Cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng thương chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giữ, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đừng xóa tội
Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Nương náu nỗi vui từ nay thôi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin đi Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Thank you.